Ngày 12 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế khởi công xây dựng công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ tại tiểu khu 67 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó có 3 tỷ đồng từ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa Quân khu 4, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Địa điểm xây dựng là nơi 13 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hy sinh trong quá trình đi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn các công nhân mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 hồi tháng 10 năm 2020. Công trình gồm các hạng mục, nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ, đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan, kè chắn đất chống sạt lở, bãi đổ xe, hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 2023. Trong cơn lũ lịch sử vào tháng 10 năm 2020, đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở vùi lấp công nhân ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, đã tức tốc lên đường tham gia cứu hộ cứu nạn. Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn. Khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, đoàn nghỉ lại qua đêm tại tiểu khu 67, không may đêm đó xảy ra núi lở, vùi lấp 13 người trong đoàn công tác vào rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2020. Để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cũng như thực hiện nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ, cũng là tình cảm ước nguyện thiết tha của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trương xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ để các thế hệ mai sau đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân vì nước. Sau khi hoàn thành, nhà tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67 sẽ là công trình tâm linh nhằm tôn vinh các liệt sĩ và là địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương. Đã có nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường.